Mặc dù có nhiều thời gian rảnh hơn thường được thần tượng hóa, nhưng nó thực sự có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe và hạnh phúc bằng cách gia tăng cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa và đầy thử thách trong thời gian này có thể giảm bớt sự cô đơn và tăng cảm giác tích cực. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí Leisure Sciences. Sự cô đơn đã tăng lên trong những thập kỷ gần đây. Đại dịch COVID-19 chỉ làm trầm trọng thêm mức độ phổ biến của nó. Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã khám phá sự cô đơn của các sinh viên quốc tế tại một trường đại học ở Đài Loan. Đặc biệt, họ đã điều tra mức độ hỗ trợ tinh thần giải trí chẳng hạn như nói chuyện với mọi người và hỗ trợ bằng công cụ giải trí chẳng hạn như xem TV và ở trong trạng thái của dòng chảy dự đoán sự cô đơn. Tổng cộng 332 sinh viên quốc tế đã tham gia vào nghiên cứu. Họ điền vào các cuộc khảo sát để đánh giá tần suất hỗ trợ tinh thần giải trí, hỗ trợ bằng công cụ giải trí, trạng thái của dòng chảy và sự cô đơn của họ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mặc dù mức độ hỗ trợ tinh thần cao và thường xuyên ở trong tình trạng dòng chảy dự đoán mức độ cô đơn thấp, nhưng mức độ hỗ trợ bằng công cụ cao thì không. Mặc dù tiếp xúc với xã hội là điều quan trọng để giảm bớt sự cô đơn, nhưng họ nhận thấy rằng ở trạng thái dòng chảy có tính dự đoán cao hơn. Đạt được những trạng thái như vậy xảy ra khi tham gia vào các hoạt động có thể được coi là có ý nghĩa và đưa ra những thách thức nhất định, chẳng hạn như viết, kể chuyện hoặc trượt tuyết. Mặt khác, trong khi xem TV có thể trôi qua thời gian, nó không tạo ra trạng thái dòng chảy vì nó đưa ra ít thách thức hơn. John Dattillo, giáo sư quản lý du lịch, công viên và du lịch tại Penn State, đồng thời là một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, khi chúng ta đi vào trạng thái trôi chảy, chúng ta trở nên hấp thu và tập trung, và chúng ta trải nghiệm cảm giác thích thú nhất thời. Một trạng thái của dòng chảy, chúng ta thường ngạc nhiên bởi bao nhiêu thời gian đã trôi qua, các nhà nghiên cứu cho biết. Phát hiện này cho thấy rằng tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa với một số thử thách nhất định có thể giúp giảm cảm giác cô đơn khi không có các mối quan hệ xã hội. Việc tìm hiểu những hoạt động nào có thể cho phép ai đó đi vào trạng thái dòng chảy yêu cầu đặt câu hỏi và lắng nghe. Tiến sĩ Dattillo nói thêm, mọi người có xu hướng phát triển mạnh nhờ sự tham gia lành mạnh và thử thách. Các cộng tác viên của tôi và tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ giúp mọi người có cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!